Ủa cái bộ móng xuất sắc dễ sợ quá trời đẹp luôn. Cái móng của ai mà đẹp dữ vậy trời. Móng mình chỉ móng ai. Đẹp quá à. Thiệt luôn á. Mới học mà không hiểu sao mà mình có năng khiếu trong cái vấn đề này ghê. Học tới đâu á là giỏi tới đó vậy đó. Còn... cái chân mày. Nên không nên, nên không nên, nên không nên, nên không nên, nên. Không mà thôi. Muốn làm thì cứ làm đi. Bây giờ á, muốn đẹp á, là phải thực hành. Mà thực hành càng nhiều á, thì sẽ lên tay. Mà lên tay rồi á, thì chắc chắn là mai mốt mình sẽ nổi tiếng. Công nhận. Mẹ. Bé có ổn không vậy? Chị mẹ. Chị mẹ vô mà sao chị mẹ âm thầm làm bé hết hồn mà. Làm gì mà tự nhiên ngồi cười cười có một mình vậy? Bé đã suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ về một chuyện đại sự. Wow. Đại sự luôn. Chuyện gì kể nghe chơi. Thì đại sự về cuộc đời của bé đó, về sự nghiệp và tương lai của bé. Giờ sao nè? Sự nghiệp mình sao? Chị mẹ. Bé có chuyện này muốn hỏi chị mẹ. Để bé đắp nước cho chị mẹ uống nha. Cái con bé này bữa nay nó làm sao vậy trời? Chị mẹ uống đi. Sao? Sao? Sao tự nhiên nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì hả? Theo như con mắt của bé. Ừ. Thì trên gương mặt của chị mẹ có những cái điểm bất hợp lý. Bậy, có vấn đề đâu, vấn đề mặt ta đẹp gần chết luôn. Bé công nhận cái điều đó. Chị mẹ rất đẹp. Cảm nhưng mà mẹ. Cái chân mày của chị mẹ cảm thấy nó không có đồng đều. Nè, cái chân mày tự nhiên ở đây nó bị mất một khúc nè. Cái thẹo hồi nhỏ chơi nhảy dây á, cái té đập cái mặt xuống đất cái có cái thẹo này luôn. Không được, về mặt không hiểu như vậy không được chị mẹ. Người đúng là hồi đó người ta cũng có nói là giống như là bị hay bị đứt gánh giữa đường á. Nhưng mà cũng không tin thôi, nhưng mà không có tin cho nên là có sao để vậy hà. Thôi thí dụ chỗ đó nó khuyết cái mình sáng mình chịu khó lấy chì vẽ chân mày mình vẽ lên là được rồi. Bây giờ để cho bé làm cái chân mày của chị mẹ đó. Bé sẽ chỉnh cái chân mày của chị mẹ cho nó đều lại là đảm bảo là xuất sắc luôn. Thì ra nãy giờ dòng do tam quốc đã đời là cuối cùng đi kiếm người mẫu xăm chân mày hả? Thì giờ đi ra ngoài bút người mẫu cũng tốn 500 ngàn. Trời ơi. Không có. Thì một phần là như vậy. Nhưng mà tại vì khi mà mình thay vì mình đi làm cho người ngoài người ta đẹp hơn thì mình làm cho người trong gia đình của mình tốt hơn đúng không? Không, tôi là nhất quyết rồi, tôi không bao giờ tôi đụng vô một cái kim hay con dao gì trên gương mặt tôi hết á. Cái này chỉ là một cái rất là nhỏ, nó không phải là phẫu thuật thẩm mỹ. Không bao giờ. Chị mẹ để cho bé làm đi. Không bao giờ. Đi, cái chân mày của chị mẹ là chỉ cần một chút xíu đó thôi là rất là hoàn hảo. Tôi luôn khổ đó. Ghê á, tôi nói cho bé nghe nè, bé đi học nail bé học còn chưa xong. Không, rồi bé đi học cái xăm chân mày này mới học được có mấy bữa hà. Chưa có thành thạo gì hết trơn mà đòi làm cho người ta rồi. Trời ơi, chị mẹ bé học cái lớp nâng cao đó, cái lớp mà gọi là chuyên nghiệp luôn. Bây giờ bé học rất là giỏi rồi, chị mẹ phải tin tưởng bé chứ. Bé làm được điều đó, để cho bé làm đi. Biết là bé sẽ làm được, nhưng khi nào mà bé học xong hết, bé làm giỏi đi rồi tôi sẽ kiếm khách về cho bé, hiểu bây giờ không? Đủ giỏi rồi, bây giờ trời đủ ơi, giỏi. Thôi đi cô ơi, cô mới học có mấy ngày à, một cô đồ giỏi, thôi. Đấy. Tôi nói không là không, thôi, mình nói chuyện nhức đầu, nhức đầu quá, tôi lên vẽ chân mày đây. Trời ơi, làm có cái chân mày thôi mà, cái gì mà khó khăn quá vậy? Kiếm người ở ngoài là tốn 500 ngàn thiệt đó. Tôi mà dòm ngó tới cái mặt của tôi đâu. Cái này là má nói nha, là mai mốt má tự bỏ tiền má làm nha. Ừ. Đừng xin con nữa. Ừ. Hay quá. Tám ơi. Nào vậy? Con bé. À. Tám. Có gì không? Dạ con mang mấy cái khăn hoàng cổ mà bữa nội con mượn của Tám á. Ừ. Đem quan trả lại cho Tám. Rồi để đi dạ. Lát Tám cất. Rồi sao? Có chuyện gì qua đây, có chuyện gì nữa không? Ủa sao mày giận tao dữ vậy? Sao hôm nay là bình thường qua gặp con là Tám vui vẻ cười nói dữ lắm. Hôm nay thấy mặt hơi sầu sầu nha, có chuyện gì không? Biết chuyện gì không? Chuyện gì? Ai ghẹo Tám nè? Ai dám ghẹo Tám đâu? Chứ sao? Tám nói con nghe nè, Tám muốn đi sửa sắc đẹp. Trời ơi! Tám muốn xăm lại cái cặp chân mày cho nó đẹp, đặng đổi đời với người ta.
Vậy mà con gái của cô Tám nó cứ cản hoài. Tại nó keo kiết quá, nó sợ ta sửa rồi cái tốn tiền nó cản hoài. Mà có thích tức không? Tám, Tám muốn làm lại chân mày của Tám hả? Ừ. Đúng rồi đó Tám ơi, Tám thiệt á, suy nghĩ vậy là xuất sắc. Tám biết sao không? Dạ. Cái chân mày của mình nó rất là quan trọng. Ngoài cái chuyện là nó góp phần làm cho gương mặt của mình nó thanh thoát hơn, nó đẹp hơn, nó hoàn hảo hơn. Mà con nghe nói nha, cái chân mày nó còn ảnh hưởng cái phong thủy cuộc đời của mình nữa luôn đó. Đó, con nhỏ này giỏi nè. Ví dụ như mà ai mà làm cái cặp chân mày mà không có hợp với gương mặt là cuộc đời lúc nào cũng sẽ gặp sóng gió. Còn nếu mà cái chân mày nó hợp với Tám rồi á là Tám lên luôn. Phất lên luôn. Lên luôn. Tám thấy rồi, Tám thấy người ta làm vậy. Tám mới biểu nó cho tiền Tám đi làm mà nó cản, nó không cho làm mới tức á, là mới gây với nó đó. Tám sao con có ý này, ý con sẽ làm cho Tám cặp chân mày được không? Con làm cho Tám cặp chân mày. Ừ. Ê mẹ làm thiệt, mày biết làm thiệt hả? Trời ơi, bởi vậy Tám không có biết gì về con hết trơn á. Con là có đi học phun thêu nè, phun mí nè, mở tròng mắt nè. Con học mấy cái đó con học chuyên nghiệp luôn. Chuyên nghiệp luôn con hả? Con học chuyên nghiệp luôn, bây giờ con thành thạo lắm rồi. Ừ. Con sẽ làm cho Tám, mà đặc biệt là nãy Tám nói là con của Tám không có cho tiền Tám đi làm đúng không? Ừ. Con không lấy tiền Tám luôn. Thiệt không? Thiệt. Là miễn phí cho miễn Tám luôn. Thằng cái lấy tiền nữa không? Miễn phí. Vậy chưa không cái trước đi. Dạ. Xíu khoan con có ý kiến. Hồi nãy là cô Tiền ở trong bếp á, là cô Tiền nghe con láng tháng cái gì mà con nói con làm chân mày, con sửa sắc đẹp gì mà miễn phí hả? Miễn phí, con làm cho Tám miễn phí. Làm cho Tám miễn phí thôi. Tám tặng con. Nhưng mà ví dụ như cô nè, cô muốn nói lông mi với con biết nói không? Có chứ, con có học luôn nói lông mi luôn. Cô cũng bạn con mà. Thôi. Dạ, thỉnh thoảng. Miễn phí luôn đi nha. Dạ, dạ thôi cũng được. Nhưng mà con phải làm cho Tám trước nha. Thôi được rồi. Con làm hai người chung luôn. Vậy thì được. Hoa nào hoa thắm trong đường yêu, mây nào mây xé bay trong chiều. Bé ơi. Dạ. Bé con lo cơm nước nha, tôi đi làm. Dạ. Vô đây đi. Trời ơi. Dạ vô đây đi. Trời ơi. Con bé đâu? Ủa? Con bé đâu rồi? Con bé. Ủa sao vậy? Bé đâu? Trời ơi, tôi tức quá. Trời ơi, trời. Cái gì vậy ta? Hỏi con mấy người đây. Má, nói nhiều chi nữa, cho ba thấy hậu quả đi. Nè em, là con gái của cô đó, nó nói là nó sẽ xăm cho tôi một cặp chân mày lá liễu. Mà lá liễu đâu thì tôi không thấy, mà bây giờ giống như hai cái lưỡi cày. Nhìn cô mắc cười quá, con chịu không nổi. Nhưng mà cái này hồi nãy Tám nói ai làm vậy? Thì con bé đó làm với ai? Còn nó nói là con sẽ xăm cho bà một cặp chân mày lá liễu rất là đẹp. Bây giờ con dồn con như hai cái lưỡi cài dắt lên. Giờ làm sao tôi nhìn mặt bà con tròn chốt. Trời ơi, thì tôi muốn chết. Rồi làm sao tôi nhìn mặt tình nhân của tôi về tới nữa. Cái bữa đó thì nó nói là hả, xăm vậy hả, coi vậy chứ ngày mai là nó lợt bớt. Mà nó có lợt đâu, nó càng lúc càng đậm hơn. Còn cái lông mi của tôi hả, nó nói tôi là lông mi là thế hệ mới, lông mi cầu vồng. Được, bữa đầu nó cong lên thiệt, nhưng mà hôm nay giống cầu vồng chưa, nó sụp xuống vậy nè. Không có thấy đường luôn. Bây giờ Tám bình tĩnh đi, để con kêu nó ra, con sửa. Đúng rồi, kêu nó ra. Bé ơi, biết đi. Bé à. Dạ. Bé đi ra đây. Trời, còn trốn nữa, hồi nãy mới thấy cái tướng nó đây. Dạ chị mẹ kêu. Đi qua đây. Sao vậy hả? Sao? Giờ tính sao đi? Cái này bé làm đúng không? Dạ thì đúng là bé làm, nhưng mà bé đâu có làm xấu như vậy đâu. Cái gì? Cái này là chắc là hai người ở nhà làm gì thêm nè. Trời, cái con nhỏ này. Chị từ chị, có cái gì bình tĩnh giải quyết chị ơi. Bây giờ đầu tiên kêu nó phải thừa nhận lỗi lầm của nó, bây giờ nói tụi tôi về làm gì? Tôi vẽ thêm cho má tôi hả? Tránh ra để má. Má, lo con luôn nhỏ má. Này là để cho má xử nó.
Tám ơi, tám, bây giờ tính sao đây? Dạ. Hả, bây giờ tính sao, nói đại một tiếng đi. Dạ. Bây giờ để cái cặp chân mày của tôi, bây giờ tôi nói thiệt, tôi đi ra đâu tôi phải lấy cái khăn tôi chùm lại như vậy. Trời đất ơi, tôi dòm không giống con ma mà không giống con quỷ nữa, vậy là sao đây? Dạ đâu biết đâu tám, thì lúc mà con đi học á là người ta dạy là cái làm cái phun theo chân mày là mới đầu nó sẽ đậm như vậy, nó sẽ bự như vậy, nhưng mà từ từ nó sẽ teo lại, nhưng mà không hiểu sao của tám càng ngày nó càng bự ra chứ nó không có teo. Trời ơi, mà nếu mà nó cái lưỡi cài mà điều á, tôi không nói. Còn này coi, một con dắt ngược, còn con cong xuống. Trời đất ơi, cái này một cái lưỡi cài, cái lưỡi hái nè. Hả? Rồi còn cái, sao? Còn cái lông mi công nghệ mới của cô là sao? Hả? Giờ hả? Con tôi coi. Con nhìn đi. Con nói cái gì? Con nói nó cong vút lên như cầu vồng. Bây giờ nó không có cong vút mà nó dạ. cong vòng. Nè con nhìn đi. Dạ. Như cái miếng chùi nồi vậy đó chị. Miếng chùi nồi con dạ. Dạ nói nó phá xuống nó mấy. Tám ơi, ta bình tĩnh để con dạy con. Sao vậy bé? Trời ơi, tôi đã nói với bé rồi, chừng nào mà mình học hành thành thạo rồi mình hãy làm cho người ta. Tự nhiên bây giờ mới không mình lôi người ta ra mình làm, thấy hậu quả chưa? Bé biết lỗi rồi. Bây giờ làm sao đây? Chị mẹ giúp bé đi. Chị mẹ cứu bé đi, bé cũng có ý tốt muốn làm đẹp cho Tám với lại có tiền thôi mà, đâu có ý làm xấu đâu. Dạ thiệt, đúng là bé nói chung là nó chỉ mới học thôi, tay nghề của nó còn yếu. Nó cũng có cái ý tốt là nó sẽ làm miễn phí cho mọi người ở trong xóm mình á. Nhưng mà không ngờ là nào hậu quả nó hơi nặng. Thôi không ấy, bây giờ dì Tám với lại chị Tuyền á chịu khó để con dắt đi sửa lại cho. À, thì ra mẹ con tôi là con chốt thí của mấy người hả, để mấy người làm để đặng mà thử tay nghề phải không? À, trời đất ơi trời. Vậy cho nó con nó mình là con chuột bạch cho nó thử thuốc đó hả? Dạ không bây có. Bây giờ mọi thứ dở lỡ rồi, mình đứng đây mình gây cãi một hồi cái mặt mình nó cũng không đẹp hơn được má. Bây giờ con quyết định vậy. Kêu tôi mà cho con nhỏ này sửa lại là tôi không. Dạ không, dạ không, dạ em dắt đi chỗ khác sửa. Đi chỗ xịn nha. Dạ. Chỗ xịn tiền cao tôi mới sửa nha. Dạ dạ. Mà nó không đẹp vậy là tôi qua đây tôi sửa đẹp nó luôn. Dạ dạ dạ, mọi chi phí em chịu. Dạ. Rồi nha, nhớ nha. Cái này là con hứa chứ không phải là tám ép con nha. Dạ thôi, dạ. Đợi đêm dài lắm mộng, không cần đợi lâu. Ngay bây giờ dắt má con tôi đi sửa liền. Dạ dạ dạ. Thôi mình đi, mình đi. Ừ, đi đi. Dạ dạ. Con nhỏ đó đó. À. Nha. Mày đừng có tao nói tao là con chuột à mày. Nha. Úp mặt vô tường hối hận đi. Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà.